hai ngày qua, người dân Lâm Đồng nói riêng và trong cả nước nói chung đều bày tỏ lòng thán phục đối với hành động dũng cảm và cao đẹp cứu xe khách trên đèo Bảo Lộc của tài xế Phan Văn Bắc ở huyện Đạo Oai. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tài xế này qua ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, khi phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 53N2824 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tấn Hà, trên xe chở 30 du khách từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh đang đổ đèo Bảo Lộc. Khi đến km 97+500 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa phận thị trấn Đạm Ri, huyện Đạo Oai thì bị mất thắng và lao xuống dốc với tốc độ cao. Lúc này tài xế Phan Văn Bắc đang điều khiển xe tải phía trước lập tức giảm tốc độ và bật xi nhan báo hiệu cho tài xế xe khách tựa đầu xe vào thân xe tải để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra. Sau gần 50 mét rà phanh, tài xế Bắc đã dìu được xe khách tới chân đèo an toàn trong sự thán phục của tài xế xe khách cùng hàng chục hành khách và đông đảo người đi đường. Tài xế mà lúc nào cũng ở trên đường cả. Thì lương tâm tài xế ai cũng có, phải có. Lương tâm con người nữa. Cứ phát lòng thương người này kia thì mình quyết định mình làm hành động như vậy. Chú là cái gì đó cũng đáng xứng đáng hay vì nó cứ một cái số người mà thấy quá là nghĩa là dũng cảm mà nghĩa là phải nói là nó dìu đi một cái khoảng nó là ê cũng thấy cũng cảm động ấy. Đó. Chú là người dân ở đây là chú thấy là như vậy đó. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, đây là lần đầu tiên ở Lâm Đồng có trường hợp tài xế cứu nhiều người gặp nạn. Hành động của tài xế Phan Văn Bắc là rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Bởi anh đã tìm ra phương cách xử lý nhanh nhất trong thời gian chỉ tính bằng giây. Nếu không có hành động dũng cảm của anh Bắc, thì sẽ có nhiều người mãi mãi không được trở về căn nhà của mình nữa. Với trách nhiệm là cơ quan chức năng về Ban An toàn Giao thông tỉnh và Sở Giao thông Vận tải, thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái việc làm phải nói đánh giá rất là cao, một cái việc làm dũng cảm, có cái trách nhiệm với cái nghề nghiệp của mình cũng như cái trách nhiệm với cộng đồng và với người dân. Thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái việc làm đó thì chúng ta cho rằng là đã giáo dục cho cái đội ngũ lái xe nói chung và cho những người tham gia giao thông thì nên nhìn nhận cái vấn đề đó là cái trách nhiệm chung của xã hội và chúng ta là những thành viên cần phải có cái sự đóng góp. Việc làm đó đã rất là kịp thời để ngăn chặn một cái tai nạn xảy ra có thể là xảy ra thương tâm rất là lớn. Thì với cái trách nhiệm đó thì cần phải với đội ngũ lái xe cần phải có cái học tập và nhân rộng cái mô hình này để làm sao chúng ta trong từng cái bước tham gia giao thông là sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự giảm thiểu tai nạn giao thông cho địa phương cũng như cho người dân. Theo Trung tá Vũ Xuân Quảng, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Madagui, khi tổ tuần tra của trạm nhận được thông tin đã đến ngay hiện trường, hành khách phản ánh chiếc xe khách biển kiểm soát 53N2824 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tấn Hà đã mất phanh khi còn cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 500m. Nếu không có sự trợ giúp của tài xế Bắc điều khiển chiếc xe tải biển kiểm soát 49C09851, xe khách khó tránh khỏi tai nạn thảm khốc. Đây là một việc làm là rất tốt và mọi người lái xe cũng là nêu gương và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm. Mà anh Bắc cũng là một trong những người cũng đã góp phần làm giảm được cái thiệt hại về tai nạn giao thông gây ra trên cái đoạn đường đèo này và cũng đã góp phần để kiềm chế được tai nạn giao thông. Và chúng tôi cũng mong được mọi người cũng là biểu dương và noi gương anh Bắc. Và về phía cá nhân thì cũng mong rằng mọi người khi đi xuống đoạn đường đèo này là hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, làm chủ tốc độ của mình, đi đúng phần đường và không phóng nhanh vượt ẩu, không đi số cao và phải đảm bảo an toàn để khi xuống đèo. Câu chuyện cứu người của tài xế trẻ tuổi là hành động cần được nhân rộng trong cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông để mỗi người ý thức hơn trong việc cứu nguy và chấp hành luật giao thông đường bộ. Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm và tiến hành lấy mẫu khi cần thiết.